Phó Chủ tịch Hà Nội thông tin việc mở cửa và cho học sinh đi học lại. Chiều 12 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao đổi nhanh với báo chí về công tác phòng chống dịch, về việc Sở Y tế Hà Nội ra văn bản hướng dẫn trong đó có nội dung treo biển tại nhà người đang phải cách ly khi về thành phố. Ông Quyền cho biết, việc này không phải là siết chặt về mặt y tế hay siết chặt quản lý, việc gắn biển là để các cơ quan y tế hướng dẫn theo dõi sức khỏe của người dân trong bối cảnh có nguy cơ về dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết, với những người không chấp hành các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch sẽ bị xử lý tùy từng mức và tùy theo hành vi của người vi phạm, thậm chí có cả truy cứu trách nhiệm hình sự. Về việc thay đổi quyết định đồng ý tiếp nhận hành khách về Hà Nội, ông Quyền cho biết, để thực hiện được thành quả chống dịch như ngày hôm nay, Hà Nội đã phải rất quyết tâm, bây giờ cũng phải quyết tâm giữ được thành quả đó, bảo vệ được tính mạng và sức khỏe cho người dân. Cũng theo ông Quyền, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, là đầu não của quốc gia, tập trung các cơ quan của trung ương, của thành phố. Vì vậy, phải đảm bảo được thành quả chống dịch. Khi đã đạt được điều kiện về phòng chống dịch bệnh và tiêm phủ được vaccine mũi 2 cho cả công dân dưới 18 tuổi, thì Hà Nội sẵn sàng mở cửa. Nói về lộ trình mở thêm các hoạt động, ông Quyền cho biết hiện Hà Nội mới tiêm vaccine mũi 2 được 50%, người dưới 18 tuổi vẫn chưa được tiêm còn về thời điểm hà nội cho học sinh trở lại trường học ông quyền cho biết thành phố cũng chưa có lộ trình và thời điểm cụ thể